xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn chân dung và sự nghiệp của hai tân thượng tướng của quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Ngô Minh Tiến, thượng tướng Ngô Minh Tiến sinh năm 1962, là thượng tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là phó bí thư đảng ủy quân khu, tư lệnh quân khu 1 và đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang. Ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1962 quê quán xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chỗ ở hiện nay thôn Cầm Lang, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngày 4 tháng 10 năm 1982, Ngô Minh Tiến gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, quân khu 1. Tháng 3 năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức phó Tư lệnh quân khu 1. Ngày 15 tháng 4 năm 2015, ông được phong quân hàm thiếu tướng Tháng 5 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu. Tháng 3 năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2019, ông được phong quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2022, ông được thăng quân hàm Thượng tướng. Thượng tướng Lương Đình Hồng là một tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm Thượng tướng, hiện là Bí thư Đảng ủy chính ủy học viện quốc phòng. Ông Nguyên là bí thư đảng ủy, chính ủy trường sĩ quan lục quân 1, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương, nguyên bí thư đảng ủy, chính ủy quân đoàn 1. Ông sinh năm 1963, quê ở xóm B, thôn Quán Trạch xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông từng học tại trường sĩ quan pháo binh. Trước năm 2011, ông là chính ủy sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 6 năm 2011, Ông được bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm chính trị sau đó là phó chính ủy quân đoàn 1. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy chính ủy quân đoàn 1, đồng thời thăng quân hàm thiếu tướng. Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương. Năm 2017, ông được điều động về làm bí thư đảng ủy chính ủy trường sĩ quan lục quân 1. Năm 2018, ông được bổ nhiệm về làm bí thư đảng ủy chính ủy học viện quốc phòng. Tháng 6 năm 2018, ông được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 5 năm 2022, ông được thăng quân hàm thượng tướng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.